60 phút vàng săn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu. Sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sắc quà. Đến sale daily, giá quà đúng ý. Tới giờ săn sale, tới giờ săn sale. Cô chú anh chị ơi, đi ăn thì em thích bánh xèo, mua hàng em thích săn sale đó mà. Ai thích săn sale giống em, ai thích mua hàng chính hãng giá giảm cực lời, mà quan trọng là quà ngập lối, thì đây ạ, đây là cơ hội dành cho chúng ta. Đặc biệt với những ai có nỗi rầu lo làm cho tóc bạc thì chúng ta lại càng mong muốn có thể có được những giải pháp làm sao để có thể là luôn luôn giữ một cái mái tóc đúng là cái gốc của con người. Người ta hay nói gì ạ? Cái răng, cái tóc là gốc con người. Nhưng răng người ta muốn trắng, còn tóc thì người ta muốn đen. Bởi vì tóc ngã màu, tóc hư tổn, nó sẽ là một trong những cái biểu hiện của sự kém thanh xuân. Ai trong chúng ta đang mong muốn có một mái tóc đen tuyền trả lại thanh xuân, cười tươi rạng rỡ mà lại không muốn bị kích ứng da, không muốn phải chi tiêu quá nhiều cho mỗi lần nhuộm tóc, thì hôm nay cô chú anh chị đang tiếp cận với một giải pháp hoàn hảo đến từ thương hiệu Uni, dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi. Hôm nay chúng ta sẽ có một giải pháp gọi là dầu gội, có nghĩa là mình sẽ không phải trải qua những quá trình rất là nặng nhọc, khó khăn, rồi những cái mùi khó chịu của cái công đoạn là đi nhuộm tóc hoặc nhuộm tóc tại nhà. Chúng ta chỉ cần với thao tác đơn giản là gội đầu thôi, mình đã có thể hỗ trợ cho mái tóc của mình nhanh chóng ngoạn mục, lấy lại một màu đen mà không phải đen khô, không phải là đen chỉ có màu không thôi, mà còn hỗ trợ dưỡng tóc của mình nữa. Để tóc mình dù ngắn hay dài thì nó cũng sẽ óng mượt hơn, nó cũng sẽ bồng bềnh hơn. Và đương nhiên là khi tóc đen thì nam hay nữ đều có một cái ưu điểm lớn, đó là gì ạ? Trẻ hơn cái số tuổi mà mình đang để cho người khác đoán được ấy, chứ chỉ cần có vài sợi điểm bạc thôi là trông mình già liền à. Cho nên hôm nay ngay lúc đầu chương trình, Huỳnh Ngân và Linh Ngân phải nói luôn, cơ hội mua sắm này đừng ai bỏ lỡ. Tại vì chúng ta sẽ mua được một lần rất nhiều, và nếu tính bằng tiền đi nhuộm tóc ở ngoài tiệm thì đây là combo mà chắc chắn các cô chú anh chị sẽ thay cho tới mấy chục lần đi nhuộm ở ngoài luôn. Chính xác, chính xác. Dạ, bây giờ mình cùng điểm qua combo này với Huỳnh Ngân nha. Một lần á quý vị, mình sẽ mua được 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Uni. Đây, 16 hộp là như thế này ạ. Mỗi hộp ở bên trong mình sẽ có 3 gói, tượng trưng cho 3 bước để mình có một lần gội mà nó đen tóc, cô chú anh chị ha. Một lần mình mua 16 hộp như thế này, mức giá bao nhiêu ạ? Dạ, mức giá đang được giảm cực sốc nha, mức giá chỉ còn 499.000 đồng. Nhưng đó là chưa kể đến quà tặng. Và quà tặng bên cạnh ạ, đây là một cái lựa chọn trong bộ quà tặng ngày hôm nay. Chúng ta có một lựa chọn quà tặng, đó chính là 5 hộp yến xào Uni. Và 5 hộp yến xào Uni này là hàm lượng đặc biệt cao cấp cô chú anh chị nha. Còn lựa chọn quà tặng thứ hai lại là cái sự khổng lồ về số lượng. Đây ạ, chúng ta sẽ có thể chọn lựa một combo quà tặng gồm có là tặng thêm 4 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Uni nữa. Và cộng thêm với đó là gì ạ? 80 gói dầu gội trị gầu dưỡng tóc Uni. Trời đất ơi, quý vị ơi, mua 16 được tặng 4, lại được tặng thêm 80 gói dầu gội sạch gầu nữa, quá là tuyệt vời luôn. Như vậy là bây giờ mình tính sơ sơ riêng về cái bộ gọi là gội đầu mà đen tóc đi nha cô chú anh chị. Tính sơ sơ một lần mình mua được 20 hộp, tức là 16 hộp sản phẩm và 4 hộp quà tặng. Rồi, mình tính nhẹ nhẹ, mình đang chưa tính tới cái quà tặng là dầu gội luôn á, thì mỗi lần mình chỉ chi cho khoảng 25.000 đồng cho một lần mình gội và nó đen tóc. Và tính so sánh nhẹ nhẹ với cái giá mà mình đi gọi là nhuộm tóc đi ạ, thì chúng ta thấy cái chi phí hiện giờ nó đang rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn rất là nhiều luôn đó ạ. Đúng rồi, mà đây là một cái giải pháp cực kỳ là nhanh chóng luôn ạ. Chúng ta sẽ có một bộ luôn là 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Uni. Thì trong một hộp này mình sẽ có 3 gói được đánh số 1, 2, 3, rất dễ sử dụng. Lát nữa Huỳnh Ngân và Linh Hương sẽ tư vấn cho các cô chú anh chị kỹ hơn. Nhưng bây giờ này, ngay sau khi mình cảm thấy mình cần bộ sản phẩm này rồi thì gọi điện ngay đi, bởi vì nếu không mua trong khung giờ này, mức giá cô chú anh chị sở hữu được sẽ là 799.000 đồng cơ cho 16 hộp này, mà chưa chắc mình đã nhận được quà tặng, mà lại còn được hai sự lựa chọn quà tặng. Lựa chọn 1, mình có thể chọn 5 hộp yến với hàm lượng yến khá là cao đấy. Lựa chọn 2, mình sẽ chọn là gì ạ? 4 hộp cùng loại với 16 hộp dầu gội của chúng ta.
và tặng thêm là 80 gói dầu gội sạch dầu nữa. Trời ơi, lựa chọn nào về quà tặng cũng rất là hấp dẫn, nhưng hấp dẫn nhất ngày hôm nay là mức giá. Nào, bây giờ mình cùng so sánh nhẹ một tí nhé. Đây là những cái hình ảnh mà các cô, các chú rất hay gặp này. Nam hay nữ, mình đều muốn có một mái tóc đen. Đi ra ngoài tiệm nhuộm thì tốn tiền và thuốc nhuộm nó hay có những cái mùi khó chịu. Nhuộm tại nhà thì đỡ tốn tiền hơn nhưng lại tốn sức. Tại vì nếu như chúng ta tự nhuộm với quá nhiều bước khác nhau, rồi lại phải đi tìm hiểu xem thuốc nhuộm tóc nào an toàn với làn da kiểu gì, tóc ngắn thì nhuộm thế nào, tóc dài thì nhuộm ra làm sao, thì đó, chúng ta đã mất công rồi. Chưa kể là những cái thuốc nhuộm mà đúng là loại thuốc á, nó không có thành phần thảo dược thiên nhiên á, hoàn toàn là hóa chất, thì nó vương lại quần áo, lại da của chúng ta, sẽ còn gây là gì ạ? Kích ứng da. Rất nhiều cô chú anh chị đã tâm sự rồi, là khi á, đi nhuộm tóc về, ngoài cái phần tóc được đúng màu mình yêu thích ra, thì cái phần da đầu, da cổ, những cái chỗ nào nó vương lại thuốc, thứ nhất là rất lâu tẩy, không tẩy được cái màu đen hay là màu nâu đó ra. Rồi thứ hai nữa là tự nhiên bị ngứa, bị nổi những cái mụn, những cái vết mà bình thường nó giống như là dị ứng á các cô chú. Thế thì bây giờ mình phải tìm một cái giải pháp an toàn. Tóc bạc ai cũng sợ, nói chung là cứ nhìn thấy một sợi, hai sợi bạc thôi là trông mình á đã già hơn tuổi của mình rồi. Và chúng ta cứ để ý đi soi gương nhá Ngân. Mình mà thấy tự nhiên có vài sợi bạc này, gội đầu thấy bị rụng tóc này, thì lập tức là chúng ta phải tìm cách xử lý ngay. Nhưng mà xử lý kiểu này thì vất vả quá nhỉ. Đúng đúng đúng, mình thấy cái cách mà cô này đang làm nào. Mình Ngân nhớ mẹ mình ngày xưa là cũng chuyên gia là dụng tóc, ở nhà rất là cực như vậy, cứ phải là quấn bao này bao nọ ha. Rồi cái mùi thì nó khó chịu cả mấy ngày trời. Rồi như chú ở đây nè ha, trời ơi quý vị coi đó. Và rõ ràng chúng ta đang thấy cái sự khác biệt giữa một bên là nhuộm theo kiểu truyền thống, giữa một bên là không có nhuộm, và một bên là mình chỉ cần gội đầu và nó phủ đen cái mái tóc. Nhìn một cái là thấy hả, nó tiện hơn, nó nhanh hơn, mà cái hiệu quả thì mình thấy là làm cho các cô chú mỉm cười đầy sự hài lòng, đúng không ạ? Và bây giờ có một cái ưu điểm rất là lớn của dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi trên tay của Hình Ngân. Sản phẩm này ngay từ cái tên gọi nó đã nói lên được một cái đặc điểm rất là lớn. Một cái ưu điểm nằm ở chỗ đây là dầu gội thảo dược, các thành phần thảo dược, cho nên là chúng ta thấy nó dịu nhẹ, nó ít kích ứng cho cái mái tóc của chúng ta, cho cái da đầu của chúng ta, mà nó còn giúp đen tóc, và nó có cái mùi là hương bưởi rất thơm. Hương bưởi là sao? Nó sẽ không có những cái mùi khó chịu đặc trưng của thuốc nhuộm, mà nó là hương bưởi dịu nhẹ, một cái mùi truyền thống mà gọi là gây vương vấn biết bao nhiêu chàng trai, những cô chú ở trong quá khứ chắc chắn nghe đến hương bưởi là mình nhớ ngay đến những cái gì đó rất là truyền thống, rất là dịu dàng. Và sẵn đây, Huỳnh Ngân xin được đọc thông tin ngay trên cái phần vỏ bao bì của sản phẩm để cho cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm. Đây là những cái gọi là gì ạ? Bao bì tiêu chí đã được in ở trên bao bì như vậy thì có nghĩa là nó đã được kiểm định, kiểm chứng. Ở đây ghi rất rõ, đây là sản phẩm cao cấp dùng cho người bị tóc bạc sớm, tóc ngả màu. Và với chiết xuất của các loại thảo dược quý, có chiết xuất nha đam nè, chiết xuất lá mỏng, chiết xuất hà thủ ô, quá nổi tiếng với cái khả năng làm đen tóc rồi, lại còn có chiết xuất bưởi và chiết xuất trà xanh nữa, cho nên cái cảm giác khi mà mình gội lên á, cái đầu mình nó rất là mát, rất là nhẹ, mùi hương thì cực kỳ là quyến rũ và dễ chịu luôn ạ. Và bên trong một cái hộp này thì sẽ gồm 3 gói. Ngân thì đang cầm một cái hộp nguyên, nhưng mà ở đây thì Hương đã cầm những cái gói mà đã được cắt ở đây. Các cô chú nhìn trên màn hình luôn cũng được. 3 cái gói nó sẽ bao gồm là 1, 2, 3 được đánh số luôn nhá. 2 cái gói màu đỏ sẽ là số 1 và số 2 đây. Trong này sẽ có luôn cả cái bao tay cho mình, 2 cái bao tay luôn. Bây giờ Hương đang đeo sẵn một cái này, và Hương đang cầm ở đây là gói số 1 và gói số 2. Các cô chú anh chị mình có nhìn thấy số không? Đây này, 1 đây ạ, số 1 này, số 2 này. Cái gói số 1, số 2 này mình sẽ dùng trước. Hai gói này mình sẽ trộn vào nhau, và sau đó chúng ta sẽ trộn vào nhau nha. Trộn vào nhau rồi bắt đầu mình sẽ xoa lên đầu massage. Tất nhiên sau đây thì Hương sẽ làm từ từ từng bước một để các cô chú anh chị mình hình dung nhá. Ở đây thì Hương đã cắt hai cái góc này rồi. Đầu tiên á, mình sẽ cho cái gói số 1 trước. Lý do tại sao? Tại vì Hương muốn các cô chú anh chị nhìn rõ số 1, số 2 nó là hai cái màu khác nhau đấy. Và tại sao nó lại có màu đấy? Bây giờ Hương sẽ đổ số 1 ra trước nhá. Trong này còn có một gói số 3 màu xanh này là xả. Sau khi mình gội xong ấy thì bắt đầu mình xả với nước rồi thì bắt đầu mình cho cái dầu xả này vào. Đó, dầu xả này sẽ làm cho tóc mình óng mượt hơn, thì cái bước này là cái bước dùng sau khi mình tráng lại với nước. Đó, bây giờ đầu tiên này, gói số 1 trước nha. Đây ạ, gói số 1 đây. Hương sẽ đổ gói số 1 ra lòng bàn tay của mình. Cái găng tay này là có sẵn trong bộ sản phẩm của chúng ta. Các cô chú nhìn này, cái màu của gói số 1 này. Cái màu của gói số 1 nó đây nha.
Đó, gói số 1 này á, thì sẽ là một cái gói mà mình hình dung nó sẽ gội và tạo màu cho mình đây. Chính là cái màu để chúng ta có thể là phủ bớt đi những cái sợi bạc. Nói là bớt là khiêm tốn đấy các cô chú ạ. Bớt là khiêm tốn đấy, chứ sau khi phủ xong ấy là mình sẽ không nhìn thấy sợi bạc đâu. Sau khi đó mình bắt đầu cho số 2. Đây số 2 đây ạ. Đây. Số 2 thì nó sẽ trong bởi vì nó là dưỡng. Bởi vì nó là dưỡng. Số 2 nó là dưỡng. Đấy. Và nó sẽ khóa cái màu của cái số 1 giữ lại ở trên cái mái tóc của chúng ta. Đấy, rồi quý vị nhìn thấy những cái giọt trong trong mà các cô chú nhìn thấy không ạ? Cái này nó rất là hay là chỗ là mình vừa được nhuộm, mình vừa được dưỡng nhưng mà theo cái cách là gội đầu. Thì bây giờ mình sẽ nhẹ nhàng làm sao mình trộn nó vào nhau như thế này nhá. Ở nhà thì mình có thể cho thẳng lên đầu. Nhưng vì ở đây á, cả Hương và Ngân thì đều đã là phủ bạc hết rồi. Có nghĩa là đã đều là tóc đen hoặc là tóc nâu y như màu mình mong muốn rồi. Thì Hương sẽ lấy một cái cọng tóc ở đây. Các cô chú nhìn rõ trước và sau dùng Hương nhá. Cái cọng này là cọng chưa được làm gì này. Đấy, cọng bên kia thì chúng ta vẫn thấy cái màu nó sáng nhá. Sau khi mình cho vào đây này. Ở nhà mình cũng làm y chang như vậy nha. Mình sẽ bắt đầu thoa lên tóc của mình. Đấy, mình massage nha. Bây giờ Hương sẽ nhúng sát nó vào đây như thế này ạ. Lý do Hương làm một tay để lát nữa các cô chú anh chị sẽ thấy cái sự thay đổi nó rất là nhanh chóng luôn. Đây, mình cứ lấy làm sao hết cái lượng này nó vào trong đầu của mình. Tóc ngắn hay tóc dài thì cũng từng này gói thôi ạ. Gói số 1, gói số 2 chúng ta trộn vào nhau. Ở đây thì Hương cố tình làm từng gói một là để các cô chú anh chị nhìn rõ cái màu của từng gói thôi. Còn ở nhà mình cắt một lúc gói 1 và gói 2 mình trộn vào nhau luôn giúp Hương nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng lên đầu của chúng ta. Đấy, mình cứ massage, mình cứ gãi gãi như là cái cách mình gội đầu ấy ạ. Mình cho dầu gội đầu vào thôi. Đó, đây là dầu gội đầu gì? Dầu gội đầu thảo dược đen tóc Hương bưởi uni. Đấy, được chưa? Và đặc biệt chị Hương ơi, lúc mà chị Hương đang làm tất cả những cái thao tác đó, Huỳnh Ngân ngồi đây rất là sát luôn và cố hết lấy hết để. Nhưng mà mình thấy là không có một chút mùi nào gọi là khó chịu ở đây cả. Đúng rồi, chúng ta thấy nó là hương bưởi mà. Cho nên mình sẽ không thấy có cái mùi hóa chất. Hoàn toàn thành phần là từ thiên nhiên. Các cô chú anh chị nhìn đến bây giờ là Hương chưa gội đến nước nha. Bây giờ Hương sẽ tháo cái bao tay này ra. Và cái phần tóc này nó sẽ được nhúng xuống nước. Và khi mà chúng ta nhúng xuống nước được rồi á, thì mình sẽ thấy là nó sẽ không có cái tình trạng là gì ạ, nó bị thôi ra tay của mình đâu. Bắt đầu nha. Đầu tiên là nhúng này, chưa có cái tác động gì hết nha. Hương chỉ nhúng thôi, Hương chưa làm gì cả nhá. Nhúng thôi. Nếu như nó phai màu giống như các cái thuốc nhuộm, chúng ta sẽ rất là sợ đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là gì? Nước của chúng ta không hề biến màu. Đấy, lấy lên. Đúng là ăn vào tóc luôn đó ạ. Nó cái màu nó ăn vào tóc luôn và nó không có cái tình trạng gọi là loang cái màu loang ra cái phần nước làm đen nước đúng không? Bây giờ này, một cái gợi ý rất hay mà Hương thấy là anh đạo diễn của chúng ta cực kỳ có kinh nghiệm là vì sao? Trong những lần trước á, các cô chú thấy là Hương nhuộm thế này xong Hương để thế này, các cô bảo là ồ, không biết là những cái sợi bên trong ấy nó có được đều màu không? Đây, mình trải ra nhá. Mình sẽ trải ra này các cô chú nhìn này. Đấy, mình trải để thấy là tất cả các cái sợi này đây mới chỉ đang là gì ạ? Mình mới chỉ đang làm cái bước đầu tiên thôi nhá. Cái bước đầu tiên này của chúng ta là cái bước hoàn toàn có thể chỉ là gội thôi. Đây. Đó, rõ ràng là chúng ta thấy là trong cái quá trình mà hở mình gội qua một cái đây ạ. Tất cả đây từng lọn tóc, rồi từng nha, lọn được tóc chưa? Rất là đều, rất là đẹp luôn. Từng cái kẽ này của chúng ta đều có là gì ạ? Sợi tóc và nó đều hết cả ra rồi. Nhưng mà bây giờ cái hay á, nó không phải là cái chuyện đều hay không nhá. Hay là bây giờ Hương để lên tay mình nó cũng không thôi ra tay này. Các cô chú nhìn cái độ bóng mượt này khi mình chưa dùng xả nhá. Đây là mình chưa dùng xả đâu ạ. Mình chưa hề dùng xả. Chưa hề dùng dầu xả. Nó đã có cái độ bóng như thế này rồi hả? Đấy. Thấy không ạ? Mình thấy không? Mà cái màu đen nó rất là tự nhiên nha chị nha. Nó không có bị cái cảm giác là đen mà đen quá đáng đúng không ạ? Đúng rồi. Nhiều cái màu đen nó không có tự nhiên á. Nhìn cái người ta sẽ thấy ồ cái tóc này mới nhuộm liền. Nhưng không, cái màu này mình thấy nè. Đây quý vị ơi, rất là tự nhiên nè. Và có cái độ bóng tay ống hả luôn. Còn không bị bám màu hay luôn. Hay quá. Đây là mình gội mà, có phải là mình đi nhuộm đâu. Thế nên là bây giờ mình yên tâm chưa ạ? Một cách gội rất nhanh mà chúng ta đã có được một mái tóc đen óng mượt. Sau bước này thì các cô chú, các anh chị dùng giúp Hương là cái gói số 3 nhá. Mình xả lại nè. Vừa nó tạo ra một cái mùi thơm rất là dễ chịu nè. Và nó vừa dưỡng cho mái tóc của chúng ta. Và quý vị thấy thật sự nha,
Huỳnh Ngân nói là ai mà đang có cái nỗi lo liên quan đến là tóc bạc sớm, nhất là với các chị em phụ nữ của mình đó. Đôi khi Huỳnh Ngân mỗi lần mà nhìn thấy tóc bạc bắt đầu nó xuất hiện lác đác chỗ này chỗ nọ thôi là mình cứ rầu. Nhưng mà mình lại sợ là cái da đầu của mình mà cứ tiếp xúc với hóa chất, với các loại thuốc nhuộm á quý vị, thì đôi khi nó sẽ làm cho tóc bị khô sơ, là bị gãy rụng, là bị kích ứng. Nhưng đây, ngày hôm nay Huỳnh Ngân đã tiếp cận được với một sản phẩm, đó là dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi thương hiệu Uni. Và cùng nhìn xem nha, đây ạ. Nhìn cô ha, với cái thao tác rất là gọn gàng, đúng là như gội đầu vậy đó chị Hương. Đúng đây rồi. Và rất là tự tin luôn. Đây, chúng ta đang có cái sự tiếp xúc nè, massage trực tiếp với cái phần da đầu mà không có sợ là bị họ rát nè, bị đau nè, hoặc là bị lưu lại cái màu đen rất là khó chịu giống như là thuốc nhuộm. Đây, cái phần chân tóc thì đã được phủ rồi, không còn một miếng bạc nào, nhưng mà quan trọng da đầu thì không hề bị lem, không hề bị vấy cái màu đen. Và đây, thêm một trường hợp nữa để xem ứng dụng đối với những cái mái tóc mà nó bắt đầu sao ạ, nó đã có cái phần ngã màu nè, rồi đặc biệt là nó bị khô, nó bị sơ cái phần chẻ ngọn ở cái phần chân tóc đó. Thì đây chúng ta cùng xem nha. Wow, công nhận mái tóc là có con người, đổi cái màu tóc nhìn cái trẻ cô nàng luôn. Này vừa trẻ vừa hiền lành dễ thương làm sao quý vị ha. Ok, quá đẹp luôn ạ. Và đều màu như vậy làm cho cái gương mặt mình nó cũng sáng sủa hơn, xinh tươi hơn. Và quý vị nhìn thấy cái chất tóc ạ, chất tóc nó mướt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vấn đề ở chỗ là gì ạ? Ngoài cái việc phủ bạc cho chúng ta thì tóc của chúng ta còn được nuôi dưỡng nữa. Có nghĩa là nếu như mình chỉ cần màu không thôi thì không nói làm gì. Dạ. Ngoài cái việc phủ được những cái sợi bạc này thì tóc còn mềm. Mềm là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều cô chú anh chị thích khi mà sử dụng bộ sản phẩm này. Cái thích đầu tiên là gì ạ? Chúng ta đã đỡ được rất nhiều tiền đi nhuộm tóc ngoài hàng. Đúng đó, trước và sau khi sử dụng đấy, mình cũng sẽ thấy có những cái hiệu quả nhất định luôn. Mà hiệu quả rõ rệt ngay sau 10-15 phút chứ mình cần đâu phải đợi xa đâu, đúng không? Nhiều khi ra ngoài tiệm mà gội đầu phải cả nửa tiếng, nhuộm tóc thêm nửa tiếng nữa đó. Cả tiếng đồng hồ mình mới thấy cái thành quả. Mà số tiền mình chi ra là bao nhiêu tiền cũng cỡ 500 ngàn cho một cái đầu nhuộm rồi. Dạ. Đấy là Hương tính là mấy cái hàng gội đầu mà bình dân ấy. Dạ. Còn nếu mà mình vào những cái nơi được gọi là salon tóc, không bao giờ có giá là mấy trăm ngàn cho một cái đầu nhuộm đâu. Thế thì bây giờ mình gội đi. Mình gội ở nhà vì sao? Chỉ cần gội thôi là tóc mình đã có được lại cái màu đen huyền tự nhiên rồi. Với dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi, thành phần chủ yếu ở đây á, các cô chú anh chị có thể nhìn thấy là trà xanh này, lá móng này, rồi có cả nhã đam luôn. Nói chung là toàn là những cái dưỡng chất cực kỳ tốt để nuôi dưỡng và có thể phục hồi cái mái tóc của chúng ta. Ngoài cái việc là sẽ cho chúng ta một cái màu đen rất thanh xuân nữa. 60 phút vàng sẵn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu, sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sắc quà, tiếp theo Daily giá quà đúng ý.
cần với thao tác đơn giản là gội đầu thôi. Mình đã có thể hỗ trợ cho mái tóc của mình nhanh chóng ngoạn mục, lấy lại một màu đen mà không phải đen khô, không phải là đen chỉ có màu không thôi, mà còn hỗ trợ dưỡng tóc của mình nữa. Để tóc mình dù ngắn hay dài thì nó cũng sẽ óng mượt hơn, nó cũng sẽ bồng bềnh hơn. Và đương nhiên là khi tóc đen thì nam hay nữ đều có một cái ưu điểm lớn, đó là gì ạ? Trẻ hơn cái số tuổi mà mình đang để cho người khác đoán được ấy. Chứ chỉ cần có vài sợi điểm bạc thôi là trông mình già liền à. Cho nên hôm nay ngay lúc đầu chương trình, Huỳnh Ngân và Linh Hương phải nói luôn, cơ hội mua sắm này đừng ai bỏ lỡ. Tại vì chúng ta sẽ mua được một lần rất nhiều. Và nếu tính bằng tiền đi nhuộm tóc ở ngoài tiệm thì đây là combo mà chắc chắn các cô chú anh chị sẽ thay cho tới mấy chục lần đi nhuộm ở ngoài luôn. Chính xác, chính xác. Và bây giờ mình cùng điểm qua combo này với Huỳnh Ngân nha. Một lần á quý vị, mình sẽ mua được 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Juni. Đây, 16 hộp là như thế này ạ. Mỗi hộp ở bên trong mình sẽ có 3 gói, tượng trưng cho 3 bước để mình có một lần gội mà nó đen tóc, cô chú anh chị ha. Một lần mình mua 16 hộp như thế này, mức giá bao nhiêu ạ? Dạ, mức giá đang được giảm cực sốc nha, mức giá chỉ còn 499.000 đồng. Nhưng wow, đó là chưa kể đến quà tặng. Và quà tặng bên cạnh đây là một cái lựa chọn trong bộ quà tặng ngày hôm nay. Chúng ta có một lựa chọn quà tặng, đó chính là 5 hộp yến xào Juni. Và 5 hộp yến xào Juni này là hàm lượng đặc biệt cao cấp cô chú anh chị nha. Còn lựa chọn quà tặng thứ hai lại là cái sự khổng lồ về số lượng. Đây là chúng ta sẽ có thể chọn lựa một combo quà tặng gồm có là tặng thêm 4 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Juni nữa. Và cộng thêm với đó là gì ạ? 80 gói dầu gội trị gầu dưỡng tóc Juni. Trời đất ơi, quý vị ơi, mua 16 được tặng 4, lại được tặng thêm 80 gói dầu gội sạch gầu nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Như vậy là bây giờ mình tính sơ sơ riêng về cái bộ gọi là gội đầu mà đen tóc đi nha cô chú anh chị. Tính sơ sơ một lần mình mua được 20 hộp, tức là 16 hộp sản phẩm và 4 hộp quà tặng. Rồi, mình tính nhẹ nhẹ, mình đang chưa tính tới cái quà tặng là dầu gội luôn á. Thì mỗi lần mình chỉ chi cho khoảng 25.000 đồng cho một lần mình gội và nó đen tóc. Và tính so sánh nhẹ nhẹ với cái giá mà mình đi gọi là nhuộm tóc đi ạ. Thì chúng ta thấy cái chi phí hiện giờ nó đang rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn rất là nhiều luôn đó ạ. Chúng ta sẽ có một bộ luôn là 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Juni. Thì trong một hộp này mình sẽ có 3 gói được đánh số 1, 2, 3, rất dễ sử dụng. Lát nữa Huỳnh Ngân và Linh Hương sẽ tư vấn cho các cô chú anh chị kỹ hơn. Nhưng bây giờ này, ngay sau khi mình cảm thấy mình cần bộ sản phẩm này rồi thì gọi điện ngay đi. Bởi vì nếu không mua trong khung giờ này, mức giá cô chú anh chị sở hữu được sẽ là 799.000 đồng cơ cho 16 hộp này, mà chưa chắc mình đã nhận được quà tặng mà lại còn được hai sự lựa chọn quà tặng. Lựa chọn 1, mình có thể chọn 5 hộp yến với hàm lượng yến khá là cao đấy. Lựa chọn 2, mình sẽ chọn là gì ạ? 4 hộp cùng loại với 16 hộp dầu gội của chúng ta và tặng thêm là 80 gói dầu gội sạch gầu nữa. 60 phút vàng sẵn hàng giá sốc, giá giảm siêu sâu, sản phẩm dẫn đầu tại VTV Hyundai. 60 phút vàng giờ đẹp sang quà, tiếp theo Kelly giá quà đúng ý. Đây, ngày hôm nay Huỳnh Ngân đã tiếp cận được với một sản phẩm, đó là dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi thương hiệu Juni. Và cùng nhìn xem nha, đây ạ. Nhìn cô ha, với cái thao tác rất là gọn gàng, đúng là như gội đầu vậy đó chị Hương. Đúng đây rồi. Và rất là tự tin luôn. Đây, chúng ta đang có cái sự tiếp xúc nè, massage trực tiếp với cái phần da đầu mà không có sợ là bị họ rát nè, bị đau nè, hoặc là bị lưu lại cái màu đen rất là khó chịu giống như là thuốc nhuộm. Đây, cái phần chân tóc thì đã được phủ rồi, không còn một miếng bạc nào. Nhưng mà quan trọng da đầu thì không hề bị lem, không hề bị vấy cái màu đen. Và đây, thêm một trường hợp nữa để xem ứng dụng đối với những cái mái tóc mà nó bắt đầu sao ạ? Nó đã có cái phần ngã màu nè. Rồi, đặc biệt là nó bị khô, nó bị sơ cái phần chẻ ngọn ở cái phần chân tóc đó. Thì đây chúng ta cùng xem nha. Wow, công nhận mái tóc là có con người. Đổi cái màu tóc nhìn cái trẻ cô nàng luôn này, vừa trẻ vừa hiền lành, dễ thương làm sao quý vị ha. Ok, quá đẹp luôn ạ. Và đều màu như vậy làm cho cái gương mặt mình nó cũng sáng sủa hơn, xinh tươi hơn. Và quý vị nhìn thấy cái chất tóc ạ, chất tóc nó mướt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vấn đề ở chỗ là gì ạ? Ngoài cái việc phủ bạc cho chúng ta thì tóc của chúng ta còn được nuôi dưỡng nữa. Có nghĩa là nếu như mình chỉ cần màu không thôi thì không nói làm gì. Dạ. Ngoài cái việc phủ được những cái sợi bạc này thì tóc còn mềm.
mềm là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều cô chú anh chị thích khi mà sử dụng bộ sản phẩm này. Cái thích đầu tiên là gì ạ? Chúng ta đã đỡ được rất nhiều tiền đi nhuộm tóc ngoài hàng. Đó, đó. Trước và sau khi sử dụng đấy, mình cũng sẽ thấy có những cái hiệu quả nhất định luôn. Mà hiệu quả rõ rệt ngay sau 10-15 phút chứ mình cần đâu phải đợi xa đâu, đúng không? Nhiều khi ra ngoài tiệm mà gội đầu phải cả nửa tiếng, nhuộm tóc thêm nửa tiếng nữa đó. Cả tiếng đồng hồ mình mới thấy cái thành quả. Mà số tiền mình chi ra là bao nhiêu tiền cũng cỡ 500 ngàn cho một cái đầu nhuộm rồi. Đấy là Hương tính là mấy cái hàng gội đầu mà bình dân ấy. Còn nếu mà mình vào những cái nơi được gọi là salon tóc, không bao giờ có giá là mấy trăm ngàn cho một cái đầu nhuộm đâu. Thế thì bây giờ mình gội đi. Mình gội ở nhà vì sao? Chỉ cần gội thôi là tóc mình đã có được lại cái màu đen huyền tự nhiên rồi. Với dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi, thành phần chủ yếu ở đây á, các cô chú anh chị có thể nhìn thấy là trà xanh này, lá móng này, rồi có cả nhá đam luôn. Nói chung là toàn là những cái dưỡng chất cực kỳ tốt để nuôi dưỡng và có thể phục hồi cái mái tóc của chúng ta. Ngoài cái việc là sẽ cho chúng ta một cái màu đen rất thanh xuân nữa. Tóc ngã màu là tóc bạc nè, với những người tóc bạc sớm nè, hay là các cô chú lớn tuổi á, thì bây giờ không còn lo nữa đâu. Mình có thể dễ dàng tự gội tại nhà, hiệu quả ngay lập tức sau khi gội xong. Giống như là hồi nãy hả, chị Hương vừa mới làm trực tiếp tại phim trường á quý vị. Coi như tất cả các công đoạn gội nè, ủ tóc nè, xả tóc nè, chỉ khoảng 5 phút thôi là trả lại cho ta một mái tóc phải nói là thanh xuân. Đây là sản phẩm rất là được yêu thích bởi vì hiệu quả đen tóc, mà nó còn có thêm 5 cái lợi ích rất là rõ ràng. Đầu tiên là tiện lợi, mình tự gội tại nhà không cần phải đi đâu. Hai, nhanh chóng, chỉ khoảng 5 phút thôi ạ. Phủ đen rất là tự nhiên, phủ đen từ gốc đến ngọn, không sợ cái tình trạng mình nhuộm, mình chải cái chất thuốc nhuộm không đều quá quý vị. Bây giờ nó nhuộm phải nói là gội mà nó thấm sâu từ gốc tới ngọn luôn. Và còn làm gì ạ? Không đen da đầu, an toàn lành tính, bảo vệ tóc, không gây khô tóc. Sau khi mà chúng ta gội đen xong á quý vị thấy nha, lập tức là hở mái tóc của mình hở nó bóng lên nè, nó óng ánh nè, nó khỏe mạnh hơn, không còn nhìn thấy cọng tóc bạc nào nữa, không còn cái tình trạng tóc ngã màu, và thậm chí nó còn phục hồi cải thiện tình trạng tóc hư tổn cho mỗi chúng ta. Nhưng mà cơ hội này thì không có nhiều đâu ạ, tại vì một lần mua chúng ta có tận 16 hộp cơ. Trong một hộp này sẽ có 3 gói, 2 gói để mình gội và phủ đen, 1 gói là để xả sau khi mình gội xong nhá. Tất tần tật chỉ với 499.000 đồng. 499.000 đồng này là mức giá giảm duy nhất trong khung giờ này thôi. Đã giảm rồi nhưng vẫn tặng quà. Quà có 2 lựa chọn luôn cho các cô chú anh chị nhà mình. Lựa chọn 1, mình sẽ được tặng thêm 4 hộp y chang như 16 hộp này. Và chúng ta sẽ còn có cả 80 gói dầu gội sạch cầu nữa. Cái lựa chọn này thì nhằm mục đích gia tăng thời hạn sử dụng cho chúng ta. Và mình lại còn có thêm là những lần gội đầu miễn phí với những gói dầu gội sạch gầu như Ngân nói. Nhưng mà Hương thấy cái lựa chọn thứ hai cũng gọi là đẹp và sang không kém đâu ạ. Tại vì cái lựa chọn thứ hai này là lựa chọn đẹp từ bên trong. Bên ngoài mình tóc đen rồi, mình đẹp rồi, mình tự tin rồi, bên trong mình cũng cần phải đẹp để làn da mình nuột nà thì mình tặng yến cho nhau. Dạ, mà đây quý vị ơi, hàm lượng yến cao chót cao vót là cao. Cái hàm lượng yến cao chót vót. Và đây ạ, mỗi một cái sản phẩm quà tặng á quý vị, đây, đóng vào trong những cái hộp như thế xinh này. Xinh ơi là xinh. Xịn ơi là xịn, sang ơi là sang. Yến xào Uni cùng thương hiệu với sản phẩm chính của chúng ta. Và đây là một cái sản phẩm mà Hồng Ngân nói đúng là đầy sự tự hào luôn. Ngay ở trên bao bì sản phẩm chúng ta có thể nhìn thấy đây quý vị ơi, 30% yến xào. Cái con số màu xanh lá cây đây quý vị ơi, đây ạ. Hàm lượng này có cao không ạ? Quá cao luôn. Và cô chú anh chị chắc cũng có thể biết được cái mức giá rồi đúng không ạ? Ở bên ngoài mà mình muốn mua một cái hộp yến mà lên tới 30% hàm lượng như vậy thì mức giá rất là cao. Ngay hôm nay chúng tôi tặng một lần tới 5 hộp. Dạ, như vậy có nghĩa là 5 hũ yến xào Uni mang đến tận nhà cho chúng ta, kèm với việc mình đẹp nè, mình có một cái mái tóc đen khỏe nè, thì chúng ta còn có cái cảm giác uống rất là ngon lành với dưỡng chất từ yến xào. Dạ, bây giờ mình sẽ khui cái hũ này ra. Trời ơi, rất là sắc sảo tỉ mỉ trong cái khâu bao bì nha. Rồi, không biết cái hương vị của cái em yến xào 30% này thì nó ra làm sao đây? Đây là quà tặng đấy, quà tặng quá xịn luôn. Quà tặng này là để đẹp khỏe từ bên trong luôn. Bây giờ là Huỳnh Ngân sẽ thử này. Tại vì thực ra uống yến mình háo hức nhất là gì ạ? Cái vị nó thế nào? Nó ngọt vừa hay nó ngọt gắt? Nó nhiều yến không? Mình uống hay là mình ăn? Trời ơi, nhìn thấy kia là thấy rất tâm đắc rồi. Thế này có khi đưa hũ nữa vẫn uống được ấy nhỉ? Có đưa 5 hũ thì cũng vẫn uống nhưng được. Nhưng mà hàm lượng cao nên mình không cần phải uống nhiều. Nó rất là ngon luôn. Ừ. Thực tế mà nói là hương vị nó khác hẳn ạ. Công nhận cái dòng mà cái chữ cao cấp vô thì bắt đầu là dĩ nhiên là nó sẽ bắt cái đầu hàm lượng cao của nó khác. Nó khác hẳn luôn á ạ.
Đó, chúng ta thấy không ạ? Hôm nay được hẳn 5 hộp đấy, 5 hộp này đấy. Nó là một cái dạng ngọt, ngọt thanh, dễ chịu nè, và cái mùi thơm đặc biệt quyến rũ luôn. Và đúng là cái độ sệt của cái nước đó quý vị. Mình không tính là cái là dày đặc rồi ha, mà cái nước đó nó có một cái độ sệt rất là tốt luôn. À, cái độ sệt này nó nói cái gì ạ? Nó cho chúng ta có một cái niềm tin rõ ràng rằng thật sự hàm lượng cao, nhiều yến thì nó sẽ mang đến nhiều dưỡng chất. Và đây quý vị ơi, quà tặng ngày hôm nay không phải là một hộp mà là 5 hộp. Đà, bao gồm là 5 cái hũ yến như thế này dành cho tất cả quý vị. Và quý vị ơi, cho dù là quý vị lựa chọn là tăng thêm thời hạn sử dụng cho bộ sản phẩm chính hay là nhận thêm 5 lon yến với hàm lượng cao chót vót thì nó cũng đều đang là một cái múi hời. Bởi vì mức giá ngày hôm nay một lần chi bao nhiêu ạ? Chỉ có 499.000 đồng. Rồi bây giờ quay trở lại nha, mình tính nhẹ nhẹ với nhau đi ạ. Một lần cô chú anh chị đi ra bên ngoài hàng, ra bên ngoài tiệm để mà mình gội đầu, xong rồi sau đó bắt đầu mình nhuộm tóc, sau đó bắt đầu mình thư giãn nhẹ nhẹ đâu đó, thì đó có phải là hả 400-500 ngàn hay không ạ? Chắc chắn. Dạ, đó là những cái cửa hàng gần nhà. Chứ mình Ngân đang không nói đến những cái gọi là cửa hàng mà có thương hiệu ở ngoài thị trường ha. Mình đang nói là những cái cửa hàng gần nhà, giá mềm mại phải chăng đó. Thì chúng ta thấy bao lâu chúng ta phải quay lại để làm cho cái phần tóc bạc ở cái phần chân, gọi là phủ bạc thêm cho cái phần chân á, bao lâu mình phải ra một lần ạ? Hình Ngân thấy cái thời gian tóc dài nó cũng khá là nhanh ha. Mà khi mà bắt đầu nó nhú nhú cái màu bạc bạc lên rồi á, là nhìn thấy khó chịu liền. Rồi, vậy thì bây giờ với mỗi lần gội cho đen tóc với sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta, Hình Ngân tính là nếu như quý vị lựa chọn cái quà tặng đó là thêm 4 hộp đồng lại nữa ha. Có nghĩa là sao ạ? Một lần chúng ta mang về 20 hộp Uni dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi. Rồi, vị chi? Chưa tính gì đến cái quà tặng là dầu gội sạch gầu nha. Mình chỉ tính sản phẩm chính này thôi, cộng thêm 4 hộp quà tặng cùng loại nữa. 25.000 đồng cho một lần nhuộm tóc. Thực ra đấy là một cái chi phí cực kỳ hợp lý luôn. Cực kỳ. Tại vì các cô chú anh chị thấy là khi mà mình mua cái dầu gội đầu bình thường nhá, nó chưa có công dụng gì liên quan tới đen tóc, và cũng chưa chắc 100% thảo dược, thì mình cũng đã biết cái giá thành của nó rồi đúng không ạ? Gói hay là chai, mà những cái chai dầu bình thường gội đầu á, thì tất nhiên là nó cũng có cái công dụng là mượt tóc, bóng tóc, phục hồi này kia, nhưng nó trong đấy sẽ vẫn có là một ít cái hóa chất. Còn ở đây á, chúng ta thấy nó là hoàn toàn dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi Uni, mà mình có tới bao nhiêu ạ? 16 hộp, tương đương 16 lần gội đầu đen tóc. Trong mỗi một hộp này của chúng ta là đã có 3 gói. 3 gói đó là một cái liệu trình hoàn chỉnh để chúng ta gội đầu đen tóc rồi mượt tóc, bóng tóc, nhờ vào hai gói số 1, số 2 là để mình gội làm đen, gói số 3 là để mình xả lại sau khi mình gội nha. 499.000 đồng là cái mức giá chỉ có duy nhất trong 60 phút vàng này thôi. Quà tặng có hẳn 2 lựa chọn cho các cô chú anh chị nhà mình. Lựa chọn 1, tặng 4 hộp y chang như 16 hộp sản phẩm chính, và có thêm 80 gói dầu gội sạch gầu cùng thương hiệu luôn. Lựa chọn 2, mình sẽ có 5 hộp yến với hàm lượng rất cao. Trước khi sử dụng và sau khi sử dụng bộ sản phẩm này, chúng ta sẽ thấy có một sự thay đổi rõ rệt. Rõ rệt ở đây là gì? Rõ rệt ở đây là tóc bạc thì sẽ bắt đầu đen dần lên. Rồi chúng ta sẽ thấy ngay được cái hiệu quả sau 5 phút sử dụng, chứ không cần phải chờ đợi lâu. Như là cái việc là mình hay uống đồ nọ, uống đồ kia thì mình cũng phải kiên trì. Mình ăn, mình tẩm bổ, mình cũng phải chờ đợi. Nhưng riêng cái dầu gội này chỉ là gội mà thôi, chúng ta đã có thể làm đen tóc được rồi. Thực ra Hương thấy á, nhiều người sẽ bảo là ôi cái này chỉ hợp mấy ông bà già thôi. Không phải đâu ạ. Tại vì nếu như mà chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy này, đây. Nếu bây giờ mình nhìn thế này thì làm sao mình biết được là cô này hay là chị này bao nhiêu tuổi, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà mình nhìn cái bên phải là cái hình tóc màu đen ấy thì không thể nào mà đoán được tuổi đâu, khó đoán tuổi lắm. Hay giả dụ như là chúng ta nhìn một cô gái trông trẻ ơi là trẻ, nhưng tự nhiên ấy mà trên đỉnh đầu mình thấy có vài cái sợi tóc bạc, lập tức mình sẽ xóa tan cái suy nghĩ trẻ ơi là trẻ ngay. Mình sẽ bảo là chắc cũng phải tầm 40 rồi, 50 rồi. Nhưng nhiều khi người ta mới chỉ hai mấy, ba mấy thì sao? Đấy, cái chuyện tóc bạc này không phải là do chúng ta ăn uống hay bị làm sao mà nó có, mà có thể là máu của chúng ta. Từ xưa tới nay đã là như vậy rồi, thì nhiều khi tóc bạc sớm cũng là một trong những cái triệu chứng mà nhiều người gặp phải lắm ạ. Dạ đúng ạ. Mà nam giới Ngân công nhận không?
Phụ nữ mình không nói nhưng mà các chú các anh ấy mà chỉ cần thấy thôi có vài sợi bạc là lập tức chúng ta ra hẳn luôn nhỉ. Dạ đó, giống như bây giờ mình đang nhìn những cái hình ảnh á, đúng là một cái sự khác biệt rõ rệt luôn, không hề qua khi ông bà mình hay nghe cái câu là gì ạ, cái răng cái tóc là gốc con người đúng không ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì chúng ta có một dịp để làm đẹp nè, cải thiện cái chất lượng của mái tóc nè, đem đến độ thanh xuân tươi trẻ bằng việc sở hữu một đơn hàng mà thôi. Quý vị mang về cho mình tới 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc phân bưởi, một hộp như vậy là ba gói ở bên trong mình sử dụng trọn vẹn cho một lần làm đen tóc toàn diện luôn ha. Dạ, và với bất cứ sự lựa chọn nào về quà tặng thì quý vị thấy mức giá cũng chỉ có 499.000 đồng mà thôi. Nếu quý vị lựa chọn quà tặng là yến thì quý vị sẽ mang về tới 5 hộp nước yến, yến xào uni với hàm lượng cực kỳ cao yến ở bên trong ha. Rồi lựa chọn thứ hai là quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp sản phẩm dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi cùng lại với sản phẩm chính, tặng thêm 80 gói dầu gội sạch gầu thảo dược nữa. Quá là tuyệt vời, và mua ngay bây giờ để có cho chúng ta mái tóc đen huyền tự nhiên với dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi. Chúng ta thấy là bộ sản phẩm này không phải lần đầu tiên VTV Hyundai bán đâu ạ. Tại VTV Hyundai thì bộ sản phẩm này vẫn đang được bán trên mọi nền tảng, và nó vẫn đang là cái lựa chọn rất là tối ưu của nhiều cô chú, không chỉ cô chú mà là các anh chị nữa. Chia sẻ thật với quý vị là bản thân Hương cũng là một người tóc bạc rất nhiều, nhưng mà bây giờ thì không thấy, tại vì mình đã phủ nó đi rồi. Và phủ bằng cách gội đầu ấy thì mình thấy nó rất là tiện. Tức là phụ nữ của chúng ta làm gì thì làm bao giờ cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ. Ví dụ trước khi đi nhuộm một cái đầu thì không biết Ngân có giống chị không, mà chị sẽ cân nhắc là à tháng này mình đang còn thiếu hụt khoản này khoản kia, lập tức mình sẽ thôi, mình thu lại cái sở thích đấy luôn, mình sẽ không làm điều đó nữa, bởi vì mình nghĩ với 500 ngàn đó mình làm được bao nhiêu việc khác. Thế là mình chấp nhận thôi kệ đi, tóc có bạc một tí xíu thì cũng không sao. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến công việc của mình. Ví dụ trong vô vàn các lựa chọn để tư vấn sản phẩm, Hương lấy ví dụ chính là những cái bộ sản phẩm như thế này chẳng hạn, hay là mỹ phẩm chẳng hạn, thì thường các nhà cung cấp, các nhãn hàng người ta rất là thích là à những cô gái mà trông phải tươi trẻ, nhưng tự nhiên nhìn thấy mình một cái nào thì tóc bạc này, thế xong bản thân mình cũng không bổ sung nhiều dưỡng chất cho sức khỏe, da mình cũng không được đẹp chẳng hạn, lập tức mình sẽ loại ngay khỏi cái vòng lựa chọn đó. Thì đó, nhiều khi mình cứ tưởng cứ kệ thì không sao đâu, nhưng các anh các chú thì lại khác. Nếu như mà chú nào anh nào mà thích tóc bạc hẳn thì không nói nhá, có nhiều người bạc một tí thôi là để cho bạc luôn thì cũng là một cái hay, nhưng phải công nhận rằng tóc đen bao giờ trông cũng trẻ hơn. Dạ, và có một cái câu chuyện đó là Huỳnh Ngân nhớ có một người thầy của Huỳnh Ngân khi mà nói về cái câu chuyện là thầy ấy đi du học ở nước ngoài á, thì thầy khẳng định một điều là các em sẽ không, rất là hiếm thấy người đàn ông nào ở độ tuổi 60 tại đất nước mà thầy mình du học, hình như là Pháp, thì thầy nói là sẽ không thấy cái người đàn ông nào mà còn đến công sở mà có một cọng tóc bạc ở trên đầu. Bởi vì người ta rất coi trọng cái việc là phải giữ được phong độ, phải trẻ. Để chi? Để đầy nhiệt huyết và năng lượng với công việc. Bởi vì họ nếu như mà họ thể hiện là mình đã già rồi, có nghĩa là gì? Họ không còn nỗ lực, họ không còn cố gắng bằng mọi giá để có thể làm tốt nhất công việc của mình. Cho nên thầy của Huỳnh Ngân nói một câu là ở bên đó là không bao giờ thấy người ta có một cọng tóc bạc đâu. Người ta xử lý bạc ngay từ khi vừa chớm nở thôi, chứ không bao giờ để cho họ có cả một cái mái đầu bạc. Nhưng khi về hưu rồi thì họ thoải mái. Tức là như vậy ạ, họ không phải quan trọng cái chuyện tóc bạc là vì thẩm mỹ. Họ quan trọng tóc bạc nằm ở chỗ thể hiện được cái sự quan tâm đối với vẻ ngoài. Khi mà họ xuất hiện trước khách hàng nè, khi mà họ xuất hiện trước đồng nghiệp nè, họ luôn muốn mình phải đầy đủ năng lượng và nhiệt huyết giống như thời còn trẻ ạ. Đó, cho nên là chúng ta muốn níu giữ thanh xuân thì một hình thức nhanh đó là mình cứ để tóc mình thật là đen. Mặc dù Hương nói thật có những câu chuyện thực tế, ví dụ như Hương đi, nếu mà hỏi là Hương thích người đàn ông mà tóc đen nhánh hay là một người đàn ông tóc đã điểm bạc, thì Hương vẫn thích có những sợi tóc bạc trên đầu người đàn ông hơn. Điều đó thể hiện một cái sự phong trần, điều đó thể hiện sự kinh nghiệm từng trải và một cái chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ. Nhưng nếu người phụ nữ biết quan tâm với người đàn ông của mình thì cũng đừng nên để người đàn ông của mình, nếu không vì anh ấy thích tóc bạc thì hãy mua cái bộ này đi để hai vợ chồng tóc cùng đen, để chúng ta cùng trẻ lại, để chúng ta cùng lưu lại những kỷ niệm thật đẹp. Vì sao? Vì cái thời thanh xuân ấy nó có rất là ngắn và chúng ta sẽ không thể nào níu nó mãi được. Nhưng hỗ trợ cho cái việc là giống như cái cảm giác của thời thanh xuân thì có thể được. Ví dụ như tóc đen là mình hỗ trợ được đúng không? Tại sao mình không làm? Chỉ có sức khỏe bên trong mình thì nó hơi rệu rã một tí xíu, nhưng cái vẻ bên ngoài ấy thì nó vẫn là rất quan trọng đó. Dạ, nói chung là bây giờ muốn có một mái tóc đen cho dù là với mục đích gì đi chăng nữa, thì chúng ta thấy ngày hôm nay mình đang có một cái lựa chọn quá là hoàn hảo. 16 lần gội đầu mà đã đen rồi. Đầu tiên là gì ạ? Cứ gội vào trong vài phút
đúng không ạ? Mất không có bao nhiêu thời gian hết là tóc nó đen ngay lập tức đúng sau rồi. Mỗi lần gội mà cái công đoạn nhuộm, cái công đoạn gội nó không có phức tạp như cái công không đoạn nhuộm như nó không cần phải mình chải vào trong tận gốc rồi mình chải không kỹ không đều thì nó không đẹp không tận gốc chẳng hạn, hoặc là nó không có cái lưu mùi hương khó chịu giống như là thuốc nhuộm nè, nó cũng không sợ tình trạng là bị lem bị lấm cái phần màu đen ra cái phần chân tóc phần da đầu. Chính xác. Và ngay bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem cái quá trình gội là đen ngay tại nhà của mình sẽ được chị Hương thể hiện nó nhẹ nhàng đến thế nào, sẽ được mọi thứ nó gọn gàng thơm tho đến thế nào ngay tại phim trường này luôn. Trong cái hộp như Ngân đang cầm ở trên tay ấy, thì sẽ có 3 gói các cô chú anh chị nhá, 3 gói nó sẽ đánh số dễ lắm, về mình biết liền là số 1, số 2 đây này, ở dưới này số 1 này, số 2 này. Còn riêng cái gói màu xanh này thì quá dễ phân biệt rồi, tại vì nó là màu xanh và nó sẽ được dùng để xả. Chúng ta dầu gội bình thường ở nhà mình gội như thế nào thì mình gội y chang như thế với 2 gói 1 và 2 này. Sau đấy mình xả lại thì mình dùng cái gói số 3 là gói màu xanh. Tại phim trường bây giờ Hương sẽ chỉ đổ ra là gói 1, gói 2 để mình gọi là gội đầu đen tóc thôi đã nhá. Đây, Hương sẽ đổ cái gói 1 ra trước. Lần này thì Hương cắt hẳn rộng ra để cho các cô chú anh chị nhìn này. Cái phần số 1 màu nó là cái màu nâu như thế này. Chính là cái phần màu hỗ trợ cho chúng ta gội một cái là nó sẽ làm biến mất các cái sợi tóc bạc. Cái gói số 2 của chúng ta thì nó sẽ là màu trắng trong. Lúc nãy Hương cắt hơi nhỏ, bây giờ Hương sẽ cắt lớn hơn một xíu để các cô chú nhìn một lần. Hương đổ ra là sẽ thấy ngay này. Cái màu trắng trong này một phần là nó sẽ giữ lại màu cho chúng ta khi mà mình gội. Phần thứ hai là nó dưỡng tóc. Đây, đổ ra mình sẽ thấy nó trong này đấy. Các cô chú thấy nó trong chưa? Nó trong này, nó là cái phần dưỡng đấy. Đấy, nó trong vắt như thế này luôn. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hai cái gói này là cả một cái đầu của mình luôn nha. Dạ. Nhưng mà ở đây Hương cố tình đổ hết để chúng ta nhìn. Còn với cái cọng tóc này ấy, mình chỉ cần có tí xíu thôi. Nhưng để làm trong phim trường thật là nhanh thì Hương sẽ muốn là gì ạ? Chúng ta sẽ thử với cái cọng tóc này luôn nha. Đây, cái cọng này là đầu chương trình, ai chưa kịp theo dõi bây giờ Hương làm lại này. Chúng ta sẽ massage lên trên tóc của mình, trên đầu của mình y chang như mình gội đầu. Đó, y chang như mình gội đầu, mình cứ làm sao cho cái lượng mà dầu gội này nó thấm đều vào mái tóc của chúng ta, cả đầu của chúng ta luôn. Thì cái phần dưỡng chất màu trong trong ở gói số 2 kèm với cái phần nâu nâu ở gói số 1 nó sẽ được quện vào nhau, vừa dưỡng vừa nhuộm luôn. Đấy. Hay quá ạ. Dạ, và rõ ràng là chúng ta thấy nó rất là đẹp luôn á. Cái màu bắt đầu nó thấm nhẹ nhàng đúng không ạ? Nó thấm sâu, bởi vì sao trong cái quá trình chúng ta gội á, nó sẽ được tiếp xúc một cách rất là sâu sát vào luôn đúng không ạ? Nó sẽ không có tình trạng là chúng ta có thể là bị loang lỗ. Thực ra bây giờ mình cũng không cần tìm cái tép tóc chưa làm tối màu đâu, tại vì phần trên thì Hương cố tình không trải lên là các cô chú anh chị nhìn thấy rồi đúng không? Hương cố tình không làm hết cái tép tóc này để mình so sánh phần trên và phần dưới luôn rồi. Nên mình cũng không cần phải tìm thêm một cái tép tóc nào nữa nhá, để tiết kiệm thời gian. Tại vì đầu chương trình tới giờ thì Hương và Ngân cũng đã làm 1-2 cọng tóc, 1-2 tép tóc rồi. Bây giờ những ai mới vào kênh VTV Hyundai, đặt mua luôn một bộ 16 hộp để chúng ta có thể có 16 lần gội đầu mà hỗ trợ gì ạ? Đen tóc trở lại. Các cô các chú nhìn này, đây nhá, đây là ở phim trường mình không có nhiều thời gian. Chứ nếu có nhiều thời gian, chúng ta để hẳn 5 phút đi, mình sẽ thấy sự khác biệt. Bây giờ Hương nhúng xuống nước nhá. Mình nhúng xuống nước coi như là một cái lần mình gội đầu đi. Dạ. Mình gội đầu đi. Thì thực ra Hương nói nghĩ là bình thường á, khi mà chúng ta ra hàng nhuộm tóc thì cũng phải trải qua quá trình gội, mà phải gội rất nhiều lần. Nó mới hết được cái màu nhuộm. Tức là nó vương lại ở trên tóc này, rồi nước nó sẽ phải đen xì ra cơ. Còn ở đây á, chúng ta mới làm có mấy giây thôi nhá. Và chúng ta cũng sẽ kiểm chứng ngay về cái độ bám dính. Có nghĩa là nếu như mình gội như thế này thì nó có bám vào da đầu của mình, vào da tay của mình và nó thôi ra quần áo của mình không? Thì các cô chú anh chị nhìn này, Hương mới nhúng, Hương chưa động gì vào nhá. Chưa kể là nếu bây giờ mình cho tay vào xong mình làm gì ạ? Mình gội. Đấy, mình phải gãi đúng không? Đó. Và khi mình gãi như thế này thì chúng ta mới biết được là nó có dính vào da đầu của mình nhiều không? Nó có giống như thuốc nhuộm không? Dạ không. Nó là dầu gội, đèn tóc, hương bưởi, thảo dược. Đây, tay Hương đây đó. Không hề bị bớt màu luôn đó. Mà bóng chưa? Đây là mình chưa dùng xả đâu. Dạ. Mình chưa dùng xả. Và trước sau nó sẽ khác nhau này. Đây là cái cọng ở phía trên, Hương cố tình để chừa lại, Hương không cho cái phần dầu gội nó lên. Còn ở dưới này, mình đã gội này. Đấy, đây là còn chưa dùng xả nha. Sau khi mình gội với nước khoảng 1-2 lần, mình dùng tiếp cái gói thứ 3 màu xanh là mình sẽ có một mái tóc vừa đen, vừa bóng, vừa mượt như thế này đây. Quá đẹp luôn á. Trời ơi, mà thơm nữa chứ Ngân. Không bị cái mùi mà ammoniac, cái mùi mà khó chịu của thuốc nhuộm đâu. Dạ, chính xác là như vậy luôn á mà. Cô chú anh chị quá biết đẹp. Không? Thương lắm. Mất mát.
thương lắm luôn, các mẹ các chị của chúng ta đã trải qua một cái thời gian khó đó. Đúng như rồi. Mẹ Ngân là cứ là phải tự nhuộm tóc ở nhà bằng các loại thuốc nhuộm ngày xưa. Chính quý vị xác. Ôi ta nói cái mùi nó ám ảnh, nó gây ám ảnh kinh hoàng luôn á. Và Ngân cứ thấy là mỗi lần mà mẹ chuẩn bị soạn cái bộ dụng cụ mà nhuộm tóc ra là bắt đầu mình chạy đi mất dép rồi, mình sợ cái mùi đó. Nhưng mà lớn lên thì mình thương, tại vì có những người sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Chính với những xác. Lần nhuộm tóc vài trăm ngàn, vài triệu đồng. Nhưng mà với các mẹ các chị chịu thương chịu khó thì đôi khi thôi cái gì đem về nhà chịu cực một chút, chịu xấu một chút, đó là cái gì trong khoảng 1-2 ngày đầu là cái phần thuốc nhuộm nó sẽ vẫn còn dính tùm lum ở trên cái phần trán nè, cái phần viền tóc nè, mãi không thôi ra kệ luôn thì thôi kệ đi, chịu xấu một chút để tiết kiệm được một chút tiền mua cái áo cái quần cho con cho cái. Thì thôi bây giờ cũng vẫn là tiết kiệm đó thôi, nhưng mà cũng vẫn tiện lợi đó thôi, cũng vẫn đẹp đó thôi quý vị ơi. Đó là sao ạ? Khi chúng ta đầu tư đúng chỗ, đầu tư cho một đơn hàng với 16 hộp, quý vị thấy ạ, trước và sau khi nhuộm nó mang đến cái vẻ ngoài hoàn toàn khác hẳn luôn, không còn cái tình trạng gọi là tự ti bởi vì mái tóc nó cứ là lốm đốm bạc của những người bị tóc bạc sớm nè ha, hay là với ông nè, với bà nè, muốn là họ níu kéo lại một chút thanh xuân và muốn làm sao cho tóc nó đều màu hơn, nó không có bị ngã màu, đặc biệt là với những bạn nhuộm tóc quá nhiều lần á, thì đây là cái cách để cho chúng ta có thể thấy sự khác biệt trước và sau. Thậm chí quý vị thấy không ạ, sau khi sử dụng mình cảm giác cái tóc mình nó cũng muốn dày hơn nữa, bởi vì sao ạ, cái màu bạc đôi khi nó cũng làm cho cái cảm giác tóc mình nó bị thưa đi, nó bị ít đi. Rồi bây giờ một khi tóc đã đều màu rồi, nhìn cái tóc nó dày hơn ha, nhìn trẻ trung phong độ hơn ha, mà quan trọng là gì, chất tóc rất là mướt. Đây có thêm một ví dụ nữa cô chú anh chị đang nhìn thấy ạ, sự khác biệt về chất tóc trước và sau khi sử dụng dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Uni ngày hôm nay đây ạ. Ôi tươi trẻ rạng ngời luôn á cô ơi. Đúng rồi ạ, khi mà chúng ta thấy tóc mình mà đen trở lại rồi á thì mình sẽ trẻ hơn tuổi này, mình cảm giác như mình níu giữ được thanh xuân thì mình cũng vui hơn chứ. Và rõ ràng á, trừ những cái người mà chúng ta thích là gì ạ, có những cái màu tóc nó đặc biệt, ví dụ như mình nhuộm màu nâu hay là mình nhuộm những cái màu sáng sáng vàng vàng chẳng hạn, thì Hương nghĩ là những cái này thì thuộc về là các bạn hơi trẻ trung một tí xíu thì sẽ thích hơn. Thì chúng ta nếu như có những cái sở thích như vậy thì mình không nói nha, nhưng với đặc biệt là các cô chú lớn tuổi hoặc là với các chị em nào mà mình rất là đơn giản, mình chỉ muốn là gì ạ, tóc mình luôn đen, một cái màu đen truyền thống óng ả, thì chúng ta nếu có bị bạc sớm, nếu chúng ta có bị những cái sợi tóc sâu, tóc của chúng ta khó phục hồi, thì hôm nay mình mua cái bộ 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi Uni này để chúng ta có thể thay cho 16 lần gội. Nhưng 16 lần gội này sẽ giúp tóc chúng ta đen trở lại nếu mình đang có tình trạng bạc sớm này, tóc hư tổn này. Đó, tóc đẹp tươi trẻ mỗi ngày thì đương nhiên mình cảm giác mình thanh xuân ngay. Khi mà chúng ta muốn tạm biệt tóc bạc, tạm biệt tóc ngả màu, tạm biệt tóc hư tổn, thì hàng năm qua tại VTV Hyundai đã bắt đầu có những khách hàng thích bộ sản phẩm này rồi. Nhưng không phải lúc nào cơ hội mua cũng là một lần 16 hộp, được tặng tới 2 lựa chọn quà tặng để chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Dạ đúng rồi, với ai mà muốn kéo dài cái thời hạn sử dụng cho bộ sản phẩm, tức là bây giờ được mua một lần 16 hộp, nhưng mình muốn là có thêm sản phẩm chính, chúng tôi mời quý vị lựa chọn ngay. Lựa chọn quà tặng đầu tiên, chúng ta sẽ mang về cho mình thêm 4 hộp dầu gội thảo dược đen tóc hương bưởi. Và bên cạnh đó chúng tôi còn tặng thêm cho quý vị đó là gì ạ? 80 gói dầu gội thảo dược sạch gầu dưỡng tóc. Như vậy là mình còn có thêm 80 lần gội đầu miễn phí nữa quý vị ha. Rồi tiếp theo với lựa chọn quà tặng thứ hai, chúng ta sẽ mang về cho mình đến 5 hộp yến xào Uni với hàm lượng cao chất ngất. Và với hàm lượng cao như vậy thì mang đến thật là nhiều dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta, khỏe ở bên trong, đẹp ra bên ngoài. Và quý vị ơi, cho dù là lựa chọn quà tặng nào thì sản phẩm ngày hôm nay mức giá đang cực kỳ ưu đãi, giảm quá trời là giảm, chỉ còn có 499.000 đồng mà thôi. 499.000 đồng mình có tới 16 lần gội, và 16 lần gội này các cô chú mình cứ hình dung như là 16 lần á, chúng ta đi ra ngoài tiệm để làm cho tóc đen lại. Nhưng mà ra ngoài tiệm thì làm gì có chuyện gội đầu mà tóc đen. Ra ngoài tiệm là nhuộm tóc bằng thuốc nhuộm thì tóc mới đen. Còn đây là dầu gội thảo dược, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng đổi màu tóc của mình để trở thành một cái màu tóc rất thanh xuân, một cái màu đen truyền thống mà ngày xưa chúng ta thấy là ông bà cha mẹ của mình là suốt ngày thấy đun bồ kết này, hoặc là đun vỏ bưởi này, để chúng ta có thể có được một cái mái tóc óng ả đen mà đen nguyền luôn nha, để mình luôn luôn thấy mình trẻ, luôn luôn thấy mình rất là truyền thống. Thì ở đây là các cô chú anh chị nhà mình
ai mà có tình trạng tóc bạc sớm, ví dụ các anh 40 tuổi trở ra chẳng hạn, Hương thấy là cũng đã có nhiều người là bị tóc bạc rồi, thì mình nên sử dụng bộ sản phẩm này. Bởi vì đàn ông thì thường là không cầu kỳ như phụ nữ, nhiều khi bảo ra tiệm nhuộm tóc là rất ngại luôn. Thứ nhất là mắc cỡ, tự nhiên đi ra một cái tiệm tóc để nhuộm tóc mà toàn là các chị em phụ nữ chẳng hạn thì cũng rất là ngại ngùng đúng không ạ? Thì mình tự nhuộm ở nhà là khó rồi đấy, mình phải nhờ người thân. Thì bây giờ với cái bộ ngày hôm nay 16 hộp này mình sẽ có 16 lần gội. 16 lần gội là 16 lần làm tóc mình đen lại, tự dùng ở nhà, tự làm hết, không phải phiền đến ai. Và tính ra có 20 mấy ngàn một lần thì quá là rẻ Ngân. Dạ chính xác luôn cô chú anh chị ơi. Thật sự là mình đầu tư một lần á, mình mang về nhà của mình 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi. Quý vị tính đi ạ, một lần mình đầu tư 16 hộp như vậy nè, đôi khi chưa bằng tiền một lần mình đi ra bên ngoài để mà mình nhuộm tóc nữa. Cho nên đầu tư lần này là đầu tư xứng đáng nha. Dạ, và quý vị thấy đó, hiệu quả khi mà chúng ta nhuộm tóc là gì? Hương Ngân nói nha, cái cọng tóc nó cũng dày hơn, nó cũng bóng hơn, nó cũng làm cho cái cảm giác là tóc chúng ta nó đầy hơn, nó nhiều hơn. Phủ đen lần này là phủ đen tự nhiên nha, nó không có bị cái màu đen kịt nhìn khó chịu, mà nó còn không có bị lan qua cái phần da đầu của mình, nó không gây kích ứng khi chúng ta sử dụng giống như một số cái loại hóa chất nhuộm. Và đây quý vị cùng nhìn lại nha, hình ảnh của các quý cô nè, của các quý anh nè, của các quý ông quý bà trước và sau khi sử dụng, ta nói nó khác ơi là khác. Và cái quá trình để mà mình nhuộm thì nó có quá là phức tạp không? Quá dễ luôn, có gội đầu thôi mà. Đúng rồi, chỉ là gội đầu thôi mà tóc nó đen. Bởi vì sao quý vị ơi, nó chính là một sản phẩm ứng dụng cả công thức cổ truyền với công nghệ hiện đại, sử dụng rất là nhiều các loại thảo dược quý. Và mức giá bao nhiêu ạ? Mức giá chỉ có 499.000 đồng, thay vì quý vị phải chi gần 800.000 đồng như trước đây. Mà quà tặng thì ngập tràn, quà tặng quá trời là quà tặng luôn đó ạ. Hẳn là hai sự lựa chọn luôn đấy ạ. Có nghĩa là hôm nay nhá, ngoài sản phẩm chính là 16 hộp này tương đương với 16 lần gội đầu, mà gội đầu bằng gì? Thảo dược đen tóc Hương Bưởi, không có mùi khó chịu như mình đi nhuộm tóc đen lại, không có mất thời gian, không tốn tiền, tự làm ở nhà 16 lần này là cứ làm thoải mái nha. Đấy là sản phẩm chính thôi. Quà tặng thứ nhất mình sẽ có một cái lựa chọn như sau này, tặng 4 hộp y chang như 16 hộp này. Vậy là 16 cộng 4 là mình có 20 hộp nhỉ? Dạ, 20 rồi còn có lần. Thêm như Ngân nói là gì đấy, 80 lần gội đầu miễn phí để có thể hỗ trợ gội đầu sạch gầu Uni nữa kìa. Là dạ, 80 gói tặng luôn kìa. Đó là một lựa chọn đúng không ạ? Một lựa chọn quà tặng khác đó là khi mà cô chú anh chị nói với lại tổng đài viên của chúng con, đó là tôi muốn nhận cái yến á, là chúng con hiểu ngay đó là lựa chọn tiếp theo về quà tặng. Và đó là mình mua một lần 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi Uni, mình được tặng ngay 5 hộp yến xào cao cấp Uni với hàm lượng yến cực cao luôn. Dạ, hàm lượng yến 30%, dạ đủ cao rồi đúng không ạ? Cao chất ngất như vậy, mang đến thật là nhiều dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta, đẹp ở bên ngoài, khỏe ở bên trong và luôn luôn có sự thanh xuân trong từng chân tóc. Dạ, và để có được điều này đơn giản vô cùng, nhấc điện thoại gọi ngay bây giờ. Chứ còn nếu như mà cách đây vài phút nữa đi, quý vị chỉ cần đợi 5 phút nữa quý vị gọi lại thì Ngân e là lúc đó mức giá không còn giảm nhiều giống như vậy nữa đâu ạ. Đúng rồi, và quà tặng cũng không được lựa chọn và nhiều khi còn không có quà tặng. Tại vì chúng ta mua trong khung giờ bình thường thì mình chấp nhận mức giá bình thường. Còn nếu như mua đúng trong khung giờ này và chỉ còn một chút nữa thôi là hết giờ rồi ạ, thì chúng ta sẽ có được một cái mức ưu đãi lớn chỉ có trong 60 phút vàng thôi. Đã có giờ vàng săn sale là chỉ săn được trong giờ vàng thôi, giờ bạc giờ đồng thì mình không săn được. Cho nên là sau mấy phút sau đây các cô chú có gọi vẫn mua được nhá. Cái này có rất nhiều ạ, nhưng mà cái giá này và số lượng giống như bây giờ thì xin thưa là sẽ hết sạch sành sanh khi kết thúc. Khi Ngân và Hương nói lời chào tạm biệt là chúng ta cũng khó mà mua được với mức giá giống như bây giờ, quà tặng giống như bây giờ, nên là tranh thủ đi. Mình báo combo lần cuối cùng rồi chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nào. Dạ, mua một đơn hàng mang về cho mình 16 hộp dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi Uni, được chọn một trong hai lựa chọn quà tặng. Lựa chọn 1 là quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp dầu gội thảo dược đen tóc Hương Bưởi Uni cùng loại với sản phẩm chính, mang về tổng cộng là 20 hộp dầu gội đen tóc nha. Rồi lại được tặng thêm 80 gói dầu gội thảo dược sạch gầu nữa. Đó là lựa chọn quà tặng số 1. Lựa chọn quà tặng số 2, mang về cho mình thêm 5 hũ yến xào Uni, hàm lượng cực kỳ cao. Và quý vị ơi, cho dù là quà tặng nào thì mức giá cho trọn bộ này chỉ có 499.000 đồng. Chúc và cho bây giờ cô chú anh chị ơi đặt hàng liền đi, chúc cho mọi đơn hàng đều sẽ thật thành công. Hình Ngân và Linh Hương xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.